thường rất may mắn có sự cộng tác của nhiều các cô, các cậu xứ Mường Việt. Và lại một cái tình cờ anh Vân Khôi tôi muốn chia sẻ với anh, rằng sẵn đây tôi cũng phải có lời thanh minh thanh nhà với các quý khán thính giả của đài. Là ở ngoài họ rộ lên cái tin đồn là muốn vô làm đài truyền hình quê hương là phải biết hát. Quý vị không phải, đó chỉ là một sự tình cờ thôi. Bởi vì quý vị thấy là cô Bảo Ngọc, sân khấu viên của đài cũng hát nè. Cô Ngọc Diệp cũng hát nè. Cô Cát Vi sắp sửa hát bài này nè, thì cô cũng hát nè, cô là sân khấu viên của đài. Cô cũng hát, cô Mỹ Thanh cũng hát nè. Anh Toàn Thắng, anh Toàn Thắng cũng hát nè. Anh Ngọc Tuấn, anh Hoàng Tuấn lâu lâu cũng hát, Dạ, vâng, mà trước hết nữa, ngày xưa đó lúc cô Phương Dung còn thời gian á, còn thời giờ đó. Dạ, cũng có tên cổ giao duyên. Và mấy cô xứng ngôn viên mới của đài cũng có hát, nhưng mà có điều là lâu lâu tôi mới hát thôi, bởi vì các cô khiêm nhiệm, các cô bảo con hát không có hay, cô đừng có hát, chẳng hạn như là cô Quỳnh Anh hát cũng dễ thương, cô Khánh Dương hát cũng được. Nhưng mà các cô bảo thôi lâu lâu hẳn cho con lên đài nhá. Tại vì con hát không hay bằng các anh các chị. Thì vâng, hôm nay chúng tôi cũng thưa với quý vị là không phải như vậy đâu. Tức là không phải muốn làm đài quê hương là phải là ca sĩ chết đâu, không phải. Đây chỉ là sự tình cờ may mắn của chúng tôi mà thôi. Vâng, bây giờ nói trường hợp của cô Cát Vi thì cô cũng giống như mấy cô lúc nãy mà tôi đề cập đó, cũng giống như các anh đó. Hồi xưa anh Vũ Nguyên cộng tác với đài mình thì anh hát cũng rất là hay. Chúng tôi cứ nói Vũ Nguyên hát giống như Trần Thái Hòa đúng không anh? Rồi còn bây giờ thì anh Toàn Thắng hát cũng được các quý bà quý cô mến lắm, mến cái giọng hát là anh rất trầm buồn. Thế bây giờ mình trở lại trường hợp của cô Cát Vi. Thì thưa quý vị, Cát Vi là một sứ ngôn viên của truyền hình quê hương và cô cũng hát. Nhưng mà có một cái sự khác biệt giữa Cát Vi với các cô kia là Cát Vi chọn cái dòng nhạc quê hương, mình gọi là dòng nhạc quê hương đó nhá. Tuy nhiên trong thời gian tới có thể là 5-7 tháng một năm quý vị sẽ không gặp cô Cát Vi, là vì thưa quý vị, cô rất là bận, cô có xin phép đài là cho cô nghỉ một thời gian. Cô này cô rất là siêng anh Nguyên Khôi, đi làm cũng làm toàn thời gian full time, rồi đi học cũng học full time toàn thời gian. Thành ra thưa quý vị, hôm nay quý vị nghe cô Cát Vi hát xin phép như một lời tạm chia tay với quý vị, tại vì cô sẽ vắng mặt một thời gian tương đối dài khi mà cô gọi là công thành danh toại rồi đó. Đó, học hành xong xuôi rồi, cô có thì giờ cô sẽ trở lại với các quý khán thính giả thân mến của quê hương mình đã. Còn bây giờ thì cô sẽ hát bài gì cho nhau? Dạ vâng, bài hát mà Cát Vi trình bày là bài Không Bao Giờ Quên Anh. Và chúng ta biết đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang. Bài hát phải nói rất là tình cảm ở trong đó. Chúng ta nghe Cát Vi hát và hy vọng là Cát Vi sẽ làm cho quý vị nhớ mãi cái tiếng hát của Cát Vi. Ít nhất là trong thời gian như cô Đoàn Trang nói, mấy tháng một năm mà Cát Vi tạm nghỉ ở trên màn ảnh truyền hình. Nhưng mà riêng với Tư Hương Radio thôi không cho Cát Vi nghỉ đâu. Cô vẫn đọc quảng cáo. Hai cả chúng tôi và đôi khi có những cái phụ đặc biệt thì chúng tôi vẫn nhờ Cát Vi giúp dùng, phụ giúp cho một tay. Một cô bé rất là dễ thương, vui vẻ lắm, vui vẻ. Và lúc nào cũng mời chúng mình không mà gọi tới. Yes, liền lập tức. Cảm ơn Cát Vi nhiều nha. Mời quý vị nghe Cát Vi hát. Tôi không bao giờ quên anh.
chết những lá hoa thua rơi, đưa chân mồ côi thôi lại được lòng ôm kỷ niệm của hai chúng mình lớn lá trong đêm trường tôi chưa với niềm yêu thương. Xa nhau mấy người không buồn không nhớ, dẫu xa cho tình yêu. Nỗi tiếc xa xôi ngày xưa anh nói, vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời. Thank you.